Chào tất cả các bạn, trong cái Virtual Show League lần này mình xin hướng dẫn các bạn một cái cầu trong cái mod Mesolydian. Trước đây đã có một cái bài mình giải thích về Mesolydian rồi là cái gì, thì nếu bạn nào chưa rành xem lại cái clip đó nha để hiểu là tại sao gọi là Mesolydian. Thì cái câu này là mình học từ danh thủ Steve Vai. Nếu các bạn nào theo dõi nguyên cái Virtual Show League này thì bạn thấy là mình dạy của Steve Vai rất nhiều, bởi vì là thần tượng của mình và ông thì có rất là nhiều điều để học hỏi. Cho nên này mình hướng dẫn các bạn một câu cũng khá là đơn giản nhưng mà nó cũng hiệu quả. Thì câu này nó đánh ở cái La Mesolydian. Nói đơn giản như thế này, đánh ở cái La 7 các bạn, tức là các bạn điểm cái La 7 để đánh cái câu này. Thì La 7 là bậc 5 của cái âm giai là Re trưởng. Chúng ta có là Re, Mi, Fa, Son, La. Thì khi các bạn nói La Mesolydian, thật ra là các bạn đang đánh trên cái âm giai của Re trưởng. Nhưng mà cái trọng âm bắt đầu của nó là La. Thì các bạn thấy là trong Re trưởng thì âm giai Re trưởng thì nó có nốt đô thăng và nốt pha thăng. Thì cái câu này á, các nốt khác bình thường hay nốt đó các bạn thăng lên, và các bạn kết thúc vô ngay chỗ cái phần nốt La, bắt đầu ngay nốt La thì nó là La Mesolydian. Giải thích sơ như vậy thôi, thì chúng ta bắt đầu có táp kèm theo các bạn tập du khoa nha. Thì cái câu này đánh chùm liên ba các bạn, có sử dụng thêm cái kỹ thuật là pull up slide hay kỹ thuật chính để tạo ra câu này. Thì mình đánh một lần, sau đó chúng ta chia nhỏ ra để học nha. Cái là pull up Rami nha. Đúng không? Sau đó các bạn đánh ngang số 12, các bạn slide xuống ngang 10. Các bạn đánh vô ngay cái ngang 12 của cái gì? Rê số 3 ha. Thì nguyên cái câu đầu như sau ha. Thì các bạn chú ý rằng chúng ta áp dụng cái kỹ thuật nào vô trong này. Chỗ nào pull up, chỗ nào slide thì các bạn áp dụng đúng thì nó mới ra cái câu nó hay được. Tương tự cái kiểu nó giống như vậy thì chúng ta có ngang số 14 nè. Các bạn pull up ra ngang 10. Đến ngang số 12, sau đó ngang số 11, các bạn slide xuống ngang 10, ngang 9 nha. Ngang 11, hai câu sau như sau ha. Rồi, hai câu rồi ha. Cùng. Thì tới đây là các bạn từ ngang số 12 của dây 3, các bạn pull up ra ngang 9. Các bạn đánh vô ngang số 11 của dây 4 ha. Sau đó các bạn ngang 9 nè, các bạn slide xuống ngang 7. Sau đó ngang 9 của dây 5. Kết thúc. Lại câu sau nữa các bạn. Rồi, cũng đơn giản đúng không? Chúng ta tập thật chậm lại và các bạn nhịp chân theo cái liên bàn nha. Thì từ cái câu lít này, các bạn có thể là bắt chước để chúng ta kéo lên kéo xuống để chúng ta ra những cái khác. Ví dụ, bây giờ mình kéo lên thật cao luôn, ngay ngang số 22, đó là Re, đúng không bạn? Mình ngay ngang số 22, nếu cái đàn các bạn nào tới ngay 22 của dây 1 thì bạn bắt đầu là Re. Hồi nãy chúng ta bắt đầu ngay ngang số 17 là La, thì chúng ta có là La Mesolydian. Thì bây giờ chúng ta kéo cái Re, tức là ngang 22 thì nó là Re Mesolydian ha, cái cấu tương tự ha.
thì các bạn cứ bắt như vậy, chúng ta học có một thế tay này rồi các bạn kéo lên những ngành khác nhau và chúng ta định vị xem cái cách nào đó để các bạn có thể đánh ở đó ở những cái vòng học âm khác nhau để chúng ta có được những cái câu lít khác nhau. Ví dụ như cái câu này các bạn học được nhưng mà các bạn đang học ở la 7, sau này tới một bài hát nó có cái re 7, chúng ta cần chèn một câu giống giống vậy thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn học được, các bạn thấy là câu lít nó bắt đầu nghe nó la luôn, thuộc về la 7 dễ, và bây giờ mình kéo lên re thì re 7 thôi, đơn giản thế tay giống vậy ha. Ok, thì hy vọng cái câu lít nhỏ này cũng giúp ích cho các bạn trong việc luyện tập thêm những cái tinh túy của các bậc thầy guitar thế giới. Và hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom và Đăng Khoa nhé. Nếu bạn nào có nhu cầu mua đàn thì hãy liên hệ Amigo Guitar Shop, có rất nhiều loại cho các bạn lựa chọn, loại từ second hand triệu mấy cho đến mấy chục triệu cũng có nữa, amply, phơ, các loại đều có cả. Các bạn nào muốn học guitar điện mà không có điều kiện đến lớp cùng với các thầy thì có thể học online với Đăng Khoa. Khóa học thì bạn đóng tiền một lần và học trọn đời thôi, học bất cứ giờ nào các bạn muốn thì có thể online lên học, thì mình hỗ trợ cho các bạn, support cho các bạn nhiều khi các bạn không hiểu hay cần hỗ trợ nữa. Thì nói chung là cũng rất nhiều các bạn bè anh chị, thậm chí những cô chú mà năm mấy 60 tuổi vẫn học cũng rất là ok nha. Thì hãy nhớ like, share, comment cho cái clip này để nhiều người biết đến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.